Quý cô bác và anh chị kính mến, Minh Đường Tử Vi rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, có nhiều vận may ập đến bất ngờ, trúng số đổi đời, xứng tầm đại gia, tiền bạc ùn ùn đổ về như thác lũ. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, đó chính là nội dung video như sau. Chấn động, tiên tri báo trước cực chính xác. Đúng 7 ngày tới tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, tuổi Canh Thân sinh năm 1980, biết trước thiên cơ, đón lành tránh dữ, vũ sạch vận hạn, thoát kiếp bần hàn, tiền vàng nhét nước két, trả sạch nợ nần, giàu sang phú quý, an nhàn hưởng phúc lớn. Kênh Minh Đường Tử Vi xin kính chào quý khán giả đã đến và quay trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc quý khán giả luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và trải nghiệm được nhiều điều bổ ích để cuộc sống gia đình luôn an lành và thịnh vượng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Canh Thân sinh 1980 thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi có đôi lời gửi đến tuổi Canh Thân sinh 1980. Trong cuộc sống, khả năng chịu đựng áp lực là một kỹ năng quan trọng, nhưng cũng đừng quên rằng việc này có thể khiến ta cảm thấy mệt mỏi, đôi khi cần phải biết buông bỏ, biết thản nhiên và bình lặng trước mọi thách thức. Chúng ta không thể kiểm soát tất cả mọi điều, nhưng có thể kiểm soát cách ta đối phó với chúng. Hãy đối diện với mọi tình huống một cách bình thản, không oán trách, không buồn bã, không than thở và không trách phận. Đừng quá mải mê suy nghĩ về quá khứ và những lỗi lầm đã xảy ra. Quan trọng hơn là học từ chúng và tiến lên với niềm tin và sự quyết tâm. Cuộc sống luôn đầy bất ngờ và thách thức, nhưng đó cũng là điều làm cuộc sống trở nên thú vị và đáng sống. Hãy luôn lạc quan và tìm kiếm những hy vọng dù là nhỏ nhất để tiếp tục bước đi trong hành trình của mình. Dù gặp phải thất bại, đừng bao giờ sợ hãi thử thách mới. Hãy kiên nhẫn và cố gắng. Nếu không thành công, hãy nhớ rằng đây chỉ là bước đệm để ta học hỏi và tiến xa hơn trong cuộc sống. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ và luận giải về tử vi của người tuổi Canh Thân sinh 1980, đúng 7 ngày tới 2024. Chúng tôi sẽ giúp quý bản mệnh dự đoán vận trình công danh sự nghiệp, tiền bạc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe, cũng như những thuận lợi và khó khăn có thể gặp phải trong thời gian này. Đây là những thông tin chưa từng được tiết lộ và chỉ cần tránh được ba hiểm họa này, quý bản mệnh sẽ đắc tài đắc lộc, tiền về ngập két, hết khổ và đổi đời thành công. Vậy thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem liệu tuổi Canh Thân có gặp phải những khó khăn nào trong thời điểm này, cách hóa giải ra sao để rước tài lộc, may mắn về nhà. Mong rằng quý bản mệnh sẽ yêu thích video này và xem hết để nắm bắt cơ hội vàng đổi đời, giàu có viên mãn. Quý khán giả thân mến, cuộc đời của người tuổi Canh Thân sinh 1980 được ví như một hành trình dài với nhiều thử thách, nhưng qua đó lại thể hiện rõ nét tinh thần kiên cường và sức mạnh nội tâm bền bỉ. Từ những ngày còn trẻ, Canh Thân đã sớm phải đối mặt với những gian truân trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân. Họ luôn phải bươn trải, không ngừng học hỏi và tự mình vượt qua nhiều khó khăn để khẳng định vị trí của bản thân. Người tuổi này nổi tiếng là thông minh, nhạy bén, nhưng đôi khi vì quá thẳng thắn mà không tránh khỏi những mâu thuẫn không đáng có. Những năm tháng tuổi trẻ đối với Canh Thân thường không suôn sẻ, nhiều người gặp phải cảnh thăng trầm, thất bại trong công việc hoặc tài chính không ổn định. Tuy nhiên, họ không bao giờ ngã gục, trái lại, những thất bại ấy chỉ càng khiến Canh Thân thêm kiên cường và học được cách sống điềm tĩnh hơn, bớt nóng nảy và biết tính toán dài hạn hơn. Chính nhờ sự kiên trì và lối suy nghĩ tích cực này mà họ dần gặt hái được những thành tựu nhất định khi bước qua tuổi trung niên trong giai đoạn hiện tại. Canh Thân nhìn lại và thấy mình đã đi qua không ít sóng gió,
Nhưng cũng nhờ những gian truân đó mà họ hiểu rõ hơn giá trị của hai chữ biết đủ. Cuộc sống bây giờ có thể không bằng người, chưa phải là đỉnh cao hay giàu sang như mong muốn, nhưng sự ổn định đã đến với họ. Canh thân giờ đây có thể tự tin rằng dù của cải chưa dư dả, nhưng bản thân họ đã trải qua đủ để hiểu rằng hạnh phúc không chỉ nằm ở sự giàu có. Người tuổi canh thân hiểu rằng trong đời sống biết đủ là điều quan trọng nhất. Đủ không có nghĩa là vật chất đầy đủ, mà là đủ về mặt tinh thần, đủ về sự an yên trong tâm hồn. Những gì họ đã đạt được dù nhỏ hay lớn đều là công sức mà họ bỏ ra. Họ hiểu rằng sự so sánh với người khác chỉ khiến lòng thêm mệt mỏi, và điều quan trọng là biết trân trọng những gì mình đang có. Giai đoạn này cũng là lúc ngộ cảm, nhận rõ hơn sự thay đổi trong tư duy. Nếu như trước đây họ luôn muốn phấn đấu hết mình để đạt được những gì mong muốn, thì giờ đây sự chín chắn khiến họ hiểu rằng sống chậm lại, tận hưởng cuộc sống và dành thời gian cho gia đình, người thân là những giá trị không thể đong đếm. Họ tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ nhặt, học cách buông bỏ những áp lực không cần thiết và biết cách điều hòa cảm xúc, tránh xa những điều tiêu cực. Cuộc đời của người tuổi thân với biết bao biến động giờ đã đi vào quỹ đạo ổn định hơn. Họ không còn đặt nặng việc phải hơn người hay chứng minh bản thân với thế giới, mà thay vào đó là sự an yên, hài lòng với những gì mình có. Họ hiểu rằng cuộc sống là một chuỗi hành trình không ngừng nghỉ, và dù đã có những lúc khó khăn, mệt mỏi, nhưng tất cả chỉ là thử thách để giúp họ trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Bước vào tuổi trung niên, canh thân tìm thấy sự thăng bằng giữa công việc và cuộc sống, giữa việc theo đuổi thành công và tận hưởng hiện tại. Đối với họ, cuộc sống bây giờ là chuỗi ngày yên bình, đủ đầy và hạnh phúc. Khi họ biết cách buông bỏ, biết sống, biết đủ, chính điều này đã mang lại sự thanh thản cho tâm hồn họ, và đó là thành tựu lớn nhất mà không một tài sản nào có thể so sánh. Người tuổi canh thân sinh 1980 cầm tinh con khỉ, đứng ở vị trí thứ 9 trong số 12 con giáp, tuổi theo can chi là canh thân. Xương con khỉ, tướng tinh con chó sói, con nhà thanh đế cô bần, họ mang trong mình mệnh mộc, theo nạp âm là thạch lựu mộc, tức gỗ cây lụm đá. Mệnh mộc này tương sinh với mệnh thủy hỏa, xung khắc với mệnh thổ kim, một loại cây có thể mọc trên đá ở vùng núi cao, thể hiện sự kiên cường như thạch lựu mộc, cũng chính là biểu tượng đặc trưng cho người có tính cách vô cùng can trường, dám nghĩ, dám làm. Người mang mệnh này là người quyết đoán, đa phần đều đa tài và giỏi giang, đặc biệt cuộc sống của họ thuận lợi, thành công, cho dù theo bất cứ ngành nghề nào đi chăng nữa. Nguyên nhân bổn mạng nạp âm này nằm trong bình lộc, cách mà trong 10 thiên can chỉ có 4 chi giáp. Canh thân là người được hưởng nhiều tài lộc, đồng thời họ còn có tài, giỏi thích nghi, không ngừng dương cao trong mọi hoàn cảnh. Vì đặc điểm của thạch lựu là loại cây sinh trưởng ở vùng đất sỏi đá, khô cằn, nên có sức sống mãnh liệt, phi thường để có thể thích nghi tồn tại được. Canh thân có đầy đủ hai tính chất của can canh, cứng rắn, sắc sảo, nhạy bén, độc đoán, thích tự lập, ít chịu khuất phục, gan dạ, ưa mạo hiểm, thông minh, năng động. Người cầm tinh con khỉ cá tính, ngoan cường, bất khuất, thiên bẩm lãnh đạo và chỉ huy, tuổi canh thân thiên can mang chữ canh, có các sao thái dương, vũ khúc, thiên đồng thái âm, tứ quả với thái dương và quá lộc. Với những người tuổi canh thân nếu có người cha tài giỏi, có sự nghiệp lớn, thì đó là chỗ dựa vững chắc của tuổi canh thân sau này. Còn nếu tự thân vận động, làm việc, họ có tính cách độc lập, thì tài lộc cũng sẽ tăng nhanh, và có tâm lành ý thiện, thì sự nghiệp ngày càng bền vững. Nhờ có phúc tinh thiên đồng quá nên làm việc ở môi trường có nhiều người nam sẽ thích hợp hơn người nữ. Canh thân là người năng động, khó ngồi yên một nơi, lúc nào cũng muốn hoạt động cả tay chân lẫn đầu óc. Nếu có điều kiện học hành đến nơi đến chốn, dễ trở thành người nổi danh trong các lĩnh vực khoa học, nhân văn, ngôn ngữ học, phát minh. Là người thông minh, ứng xử nhanh nhẹn, nắm bắt cơ hội, kịp thời, nếu biết khai thác sẽ rất dễ thành công trong sự nghiệp. Canh thân tài hoa, không chỉ xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn mà còn xuất sắc trong nhiều lĩnh vực khác. Tính linh hoạt này cho phép họ sử dụng tài năng của mình một cách toàn diện. Khi giải vấn đề, họ có khả năng học tập mạnh mẽ và có thể nhanh chóng tiếp thu những kỹ năng và kiến thức mới. Họ có khả năng giỏi về ngôn ngữ, tài năng hùng biện xuất sắc, thậm chí nhiều khả năng ăn nói mà họ có thể thao túng tâm lý người khác. Không chỉ thông minh và đa tài, canh thân cũng giỏi tư duy và giải quyết vấn đề. Khi đối mặt với các khái niệm trừu tượng, họ có thể nhanh chóng nắm bắt và áp dụng sự sáng tạo, linh hoạt, là một trong những vũ khí mạnh mẽ giúp canh thân thành công trong công việc,
bởi điều này giúp họ trở nên nổi bật ở nơi làm việc và có thể giải quyết các vấn đề trong nhiều môi trường phức tạp khác nhau. Không chỉ vậy, canh thân còn rất dễ thích nghi, nhanh chóng làm quen với môi trường công việc hay mối quan hệ mới, khả năng thích ứng mạnh mẽ nên thường thể tốc độ phản ứng khác. Canh thân có sự nhiệt tình và chân thành trong ứng xử cuộc sống, họ cũng thường giúp đỡ người khác, luôn sống có trách nhiệm và tôn trọng lời hứa. Vì thế, họ thường là người đáng tin cậy trong nhóm, được người khác tin tưởng, làm điểm tựa. Canh thân có tinh tế, biết suy nghĩ thấu đáo, tuy nhiên, họ lại thường không có kế hoạch lâu dài, thích cạnh tranh và hiếu thắng cũng là đặc điểm tính cách nổi bật của canh thân. Canh thân 1980 nổi tiếng là người nhanh nhẹn, thông minh, nhưng hay hành động vội vàng, nhiều khi chưa tìm hiểu rõ vấn đề đã bắt tay vào làm. Canh thân có tính cách ngoan cường, không bao giờ chịu đầu hàng, thuộc kiểu đa tài và có năng lực lãnh đạo tốt. Ngay từ khi còn trẻ, rất nhiều người trong số họ đã sở hữu thành tích học tập khủng và thể hiện được tài năng của mình. Vốn là kiểu người sống thực tế, canh thân dù tham vọng hay thích cuộc sống ổn định, họ đều muốn sớm tích lũy kiến thức, năng lực và cả tiền bạc. Bước vào tuổi trung niên, vị trí của họ trong xã hội đã được xác định, dù vậy, họ vẫn không ngừng đặt ra những mục tiêu mới. Canh thân phấn đấu một cách không biết mệt mỏi, đó chính là ưu điểm cực lớn của họ. Canh thân tham công tiếc việc đến mức họ quên dành thời gian cho chính mình. Đối với canh thân, sự bận rộn nhiều khi giúp họ chữa lành rất nhiều, dường như khi lao vào công việc, họ mới tìm thấy chính mình. Đàn ông canh thân có cá tính ngoan cường, luôn muốn dẫn đầu, không muốn bản thân bị tụt lại phía sau. Còn phụ nữ canh thân luôn muốn thể hiện bản thân mình, muốn được mọi người công nhận và tôn trọng. Thái độ lạc quan của họ giúp việc giao tiếp và tương tác với người khác trở nên dễ dàng hơn, thậm chí trở thành gương mặt quan trọng trong công việc, từ đó mang lại nhiều cơ hội phát triển cá nhân và nhiều cơ hội hơn. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi đúng 7 ngày tới 2024 của người tuổi canh thân sinh 1980. Trong thời điểm này, người tuổi canh thân sẽ cảm nhận được một nguồn năng lượng dồi dào chảy trong huyết mạch, nguyệt lệnh lâm thai nhập mệnh, mang đến một bầu không khí tích cực, khuyến khích bạn khám phá những điều mới mẻ và thể hiện bản thân một cách đầy mạnh mẽ. Thời điểm này, bạn sẽ không chỉ đơn thuần là một người tham gia trong các cuộc thảo luận, mà còn là người khơi gợi cảm hứng cho những người xung quanh. Với sự nhiệt huyết tràn đầy, bạn sẽ có khả năng phát triển những ý tưởng độc đáo và táo bạo, mở ra những hướng đi mới không chỉ cho riêng mình mà còn cho cả tập thể. Sự hiếu kỳ sẽ dẫn lối cho bạn, giúp bạn học hỏi thêm nhiều điều thú vị từ cuộc sống. Hãy để khả năng hài hước của bạn tỏa sáng trong những tình huống căng thẳng, biến những buổi họp trở thành những khoảnh khắc thú vị, khiến mọi người không chỉ cười mà còn đoàn kết hơn. Thái âm các tinh mang đến vận may sẽ đồng hành cùng bạn trong suốt thời điểm này. Tài lộc sẽ có những bước tiến mạnh mẽ và bạn có thể cảm nhận được sự dồi dào trong nguồn tài chính. Đây chính là thời điểm vàng để bạn nỗ lực tạo dựng một cuộc sống thịnh vượng, phản ánh đúng tinh thần không ngừng phấn đấu của bản thân. Mỗi thành công trong thời điểm này sẽ như một phần thưởng là minh chứng cho những cố gắng không ngừng nghỉ mà bạn đã bỏ ra. Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều thuận lợi. Tương hại có thể khiến bạn đối mặt với một vài trở ngại do những hiểu lầm có thể xảy ra trong giao tiếp. Bạn hãy nhớ rằng, việc cố gắng giải thích có thể chỉ là mọi thứ thêm rối rắm. Thay vì xa lầy trong những tranh cãi, hãy tập trung vào việc phát triển bản thân, để thời gian và kết quả của bạn nói lên tất cả. Đó mới chính là câu trả lời cho những nỗ lực mà bạn đã dồn tâm huyết. Một điều cần lưu ý trong thời điểm này là sức khỏe của tuổi canh thân. Với tinh thần trách nhiệm cao, bạn thường ôm đồm nhiều việc trong tay, đôi khi quên mất việc chăm sóc bản thân. Áp lực có thể khiến bạn cảm thấy cạn kiệt sức lực. Vì vậy, hãy nhớ dành thời gian cho chính mình. Hãy tìm ra những phương pháp giúp bạn thư giãn và tái tạo năng lượng như thiền, tập thể dục hay đơn giản chỉ là những phút giây yên tĩnh bên gia đình. Đúng 7 ngày tới này hứa hẹn sẽ là một thời điểm thú vị cho tuổi canh thân, với nhiều cơ hội và thử thách đang chờ đón. Hãy tự tin bước đi trên con đường của mình, nhớ rằng mỗi khó khăn chỉ là một phần của hành trình. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi canh thân sinh 1980, đúng 7 ngày tới 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi canh thân sinh 1980, đúng 7 ngày tới. Đúng 7 ngày tới này, tuổi canh thân sẽ được đón chào sự xuất hiện của chính quan,
một tín hiệu đáng mừng cho sự nghiệp. Đây là giai đoạn đánh dấu những khởi đầu đầy hứa hẹn, nơi mà những nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng với tinh thần quyết tâm cao độ. Bạn sẽ nhận ra rằng việc không ngừng học hỏi là chìa khóa mở ra nhiều cánh cửa cơ hội. Hãy chuẩn bị cho một thời điểm tràn ngập năng lượng tích cực. Thời điểm này sẽ không chỉ đơn thuần là một khoảng thời gian làm việc, mà còn là thời điểm để bạn bộc lộ khả năng sáng tạo và tư duy logic của mình. Sự thông thái của những bậc tiền bối sẽ là nguồn cảm hứng cho bạn. Hãy lắng nghe và tiếp thu những lời khuyên quý giá từ họ, vì đó chính là kim chỉ nam giúp bạn vươn xa hơn trên con đường sự nghiệp. Nhiều người tuổi Canh Thân hứa hẹn sẽ có khả năng tạo ra những thành tựu nổi bật, không chỉ mang lại niềm tự hào cho chính mình mà còn cho cả những người xung quanh. Hãy nhìn nhận mỗi thử thách như một cơ hội để phát triển và khẳng định bản thân, bởi bạn có trong tay sức mạnh để biến ước mơ thành hiện thực. Tuy nhiên, không phải mọi điều đều suôn sẻ. Trong thời điểm này, Nguyệt lệnh lâm thai cho thấy bạn sẽ phải đối mặt với một số quy định nghiêm ngặt từ đội nhóm. Có thể trong môi trường làm việc sẽ xuất hiện những phân chia bè phái. Điều này có thể gây khó chịu cho một người chính trực như bạn trong lúc này. Việc linh hoạt và khéo léo trong giao tiếp sẽ là yếu tố quyết định để bạn tránh xa những cạm bẫy. Hãy nhớ rằng, việc giữ vững bản thân mà không cần phải cứng nhắc sẽ giúp bạn bảo vệ mình khỏi những hiểu lầm không đáng có. Hãy luôn giữ vững niềm tin vào bản thân và sẵn sàng thích ứng với mọi tình huống. Thời điểm này, sự nhẫn nại và sự tôn trọng đối với người khác sẽ mở ra nhiều cơ hội tốt hơn cho bạn trong tương lai. Hãy để những thách thức không làm bạn chùn bước, ngược lại, hãy xem đó là cơ hội để bạn phát triển và khẳng định vị thế của mình trong môi trường làm việc. Giai đoạn đúng 7 ngày tới này không chỉ là thời điểm bạn bước vào một hành trình mới trong sự nghiệp, mà còn là cơ hội để khám phá những giới hạn của bản thân. Hãy tự tin bước đi, hãy luôn sáng tạo và giữ vững tinh thần cầu thị, vì thành công đang chờ đón bạn ở phía trước. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Canh Thân sinh 1980, đúng 7 ngày tới. Đúng 7 ngày tới, tuổi Canh Thân sẽ được chứng kiến một bức tranh tài chính tương đối ổn định và khả quan. Tử vi tài lộc trong thời điểm này cho thấy bạn sẽ có cơ hội để hít thở sâu, tận hưởng cảm giác an lòng khi thu chi được cân bằng. Những nỗ lực của bạn trong thời gian qua đang bắt đầu được đền đáp, mang lại cho bạn sự nhẹ nhõm và tự do trong việc quản lý tài chính. Trong bối cảnh tài chính ổn định này, bạn sẽ có thêm một khoản dư giả nho nhỏ để chăm sóc bản thân và những người thân yêu. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn thể hiện tình cảm với gia đình bằng những món quà ý nghĩa. Hãy tạo nên những bất ngờ ngọt ngào vào các dịp sinh nhật hay kỷ niệm đặc biệt của người thân. Tuy nhiên, hãy luôn nhớ rằng món quà không nhất thiết phải đắt đỏ. Sự chân thành và ý nghĩa mới là điều quan trọng nhất. Dù có nhiều điều tích cực đang đến với bạn, nhưng đừng vì thế mà lơ là hay tự mãn. Tài chính ổn định không có nghĩa là bạn dừng lại ở đó. Hãy chuẩn bị tinh thần để tìm kiếm thêm cơ hội mới nhằm gia tăng thu nhập. Có thể bạn sẽ cảm thấy hứng khởi khi có một chiến thắng nhỏ trong công việc và bạn có thể tự thưởng cho mình một món đồ mà bạn luôn ao ước. Nhưng hãy giữ cho mình sự tỉnh táo và không sa đà vào việc hưởng thụ. Điều này có thể khiến bạn lạc lối trên con đường tài chính. Một lưu ý quan trọng trong thời điểm này là một số hạng mục đầu tư mà bạn đang theo đuổi có thể yêu cầu một khoản chi tiêu đáng kể. Hãy lên kế hoạch cẩn thận và nghĩ đến các cách để tiết kiệm. Thay vì tiêu một khoản tiền lớn một lần, hãy xem xét việc chia nhỏ các khoản chi. Tận dụng lợi thế của thời gian để lên kế hoạch tài chính tốt hơn. Sự thông minh trong chi tiêu sẽ giúp bạn duy trì ổn định tài chính trong tương lai. Đúng 7 ngày tới này, tài chính của bạn sẽ mang lại cho bạn sự bình yên. Nhưng đừng quên rằng, sự phát triển là một hành trình không ngừng nghỉ. Hãy tiếp tục khám phá và tìm kiếm những cơ hội mới để cải thiện tài chính của mình. Và luôn nhớ rằng, đôi khi những điều nhỏ bé cũng có thể mang lại giá trị lớn lao. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Canh Thân sinh 1980, đúng 7 ngày tới. Khi bước vào đúng 7 ngày tới này, ngũ hành tương sinh mang lại cho tuổi Canh Thân những tin vui trong vận trình tình cảm. Đây sẽ là thời điểm mà đời sống tình cảm của bạn nở rộ như những đóa hoa trong tiết trời thu mát mẻ, tạo nên bầu không khí ngập tràn yêu thương và thấu hiểu. Dù bạn đang trong một mối quan hệ lâu dài hay chỉ mới bắt đầu tìm hiểu, hãy lưu ý rằng cách bạn tương tác với đối phương có thể tạo ra những thay đổi tích cực. Không cần phải thể hiện những điều lớn lao hay phô trương, chỉ cần bạn khéo léo và tinh tế trong từng cử chỉ, hành động nhỏ cũng đủ để chạm đến trái tim của người ấy. Một nụ cười nhẹ nhàng,
Một cái nắm tay ấm áp hay chỉ đơn giản là một ánh nhìn đầy trìu mến cũng có thể khiến mối quan hệ thêm phần khăng khít. Đặc biệt trong thời điểm này, những cặp đôi có thể nhận thấy khả năng thấu hiểu lẫn nhau gia tăng đáng kể. Bằng cách lắng nghe và quan sát, bạn sẽ học được cách yêu thương một cách sâu sắc hơn. Thay vì chỉ trích hay hờn dỗi, hãy để những cuộc trò chuyện trở thành cầu nối, kết nối tâm hồn, giúp cả hai hiểu rõ hơn về những niềm vui, nỗi lo và mong muốn trong cuộc sống. Đừng quên rằng, bên cạnh tình yêu lãng mạn, gia đình cũng cần được bạn chú ý và chăm sóc. Hãy dành thời gian cho những bữa cơm đoàn viên, những câu chuyện bên tách trà nóng. Vì đây là nơi mà tình yêu thương thật sự bắt đầu. Khi các mối quan hệ trong gia đình hài hòa, bạn sẽ cảm nhận được một nguồn động lực to lớn để theo đuổi các mục tiêu khác trong cuộc sống. Hãy nhớ rằng, tình yêu không chỉ là cảm xúc mà còn là hành động, là sự quan tâm và chăm sóc khi bạn đặt tâm huyết vào mỗi khoảnh khắc bên người thân yêu. Đó chính là cách bạn đang xây dựng cho mình một cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa. Đúng 7 ngày tới này, hãy mở lòng mình và đón nhận tình yêu, cho dù đó là từ người bạn đời, bạn bè hay gia đình. Khi tình yêu chảy tràn trong cuộc sống, mọi khó khăn sẽ trở nên dễ chịu hơn. Chúc bạn có một thời điểm đầy ắp niềm vui và sự kết nối từ những trái tim yêu thương. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Canh Thân sinh 1980, đúng 7 ngày tới. Đúng 7 ngày tới này, tuổi Canh Thân cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe của mình, nhất là khi nhị hắc nhập cung chính bắc, báo hiệu một số vấn đề có thể xảy ra liên quan đến đường ruột và hệ tiêu hóa. Dù rằng không có điều gì quá nghiêm trọng, nhưng bạn nên có sự cẩn trọng trong thói quen ăn uống của mình. Một chế độ dinh dưỡng hợp lý và cân bằng sẽ giúp bạn duy trì được sức khỏe dẻo dai và tinh thần minh mẫn. Đặc biệt, đối với những ai có tiền sử bệnh dạ dày, hãy cẩn trọng hơn với những món ăn cay nóng, vì chúng có thể kích thích tình trạng khó chịu trong dạ dày của bạn. Hãy ưu tiên những thực phẩm dễ tiêu hóa, giàu chất xơ và vitamin. Hơn nữa, việc thức khuya cũng sẽ làm gia tăng áp lực cho cơ thể. Do đó, bạn nên xây dựng cho mình một lịch trình nghỉ ngơi điều độ. Một giấc ngủ ngon sẽ giúp tái tạo năng lượng, tăng cường sức đề kháng và giúp bạn đối mặt với những thử thách trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là việc giảm nhẹ áp lực trong cuộc sống. Hãy tìm cho mình những hoạt động thư giãn như yoga, thiền hoặc đơn giản chỉ là những buổi đi dạo thư thái. Những hoạt động này không chỉ giúp bạn giải tỏa căng thẳng mà còn giúp tinh thần trở nên phấn chấn hơn. Hãy nhớ rằng, sức khỏe không chỉ là sự vắng mặt của bệnh tật, mà còn là sự cân bằng trong tâm hồn và thể xác. Nhìn chung, tình hình sức khỏe của bạn trong thời điểm này sẽ không có gì đáng lo ngại, miễn là bạn duy trì được cân bằng cuộc sống. Khi cơ thể và tâm trí hòa quyện với nhau, bạn sẽ không gặp phải những điều phiền toái trong suốt đúng 7 ngày tới. Hãy coi thời điểm này là cơ hội để bạn làm mới bản thân, điều chỉnh lối sống và thói quen của mình. Đừng để những lo toan trong cuộc sống làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Bằng việc chăm sóc bản thân một cách khoa học và có ý thức, bạn sẽ tận hưởng được cuộc sống với một tinh thần lạc quan và sức khỏe tốt hơn. Chúc bạn có một thời điểm sức khỏe dồi dào, tràn đầy năng lượng và niềm vui. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết đúng 7 ngày tới 2024 của tuổi Canh Thân sinh 1980. Kênh Minh Đường Tử Vi sẽ phân tích chi tiết ảnh hưởng các sao chiếu mệnh lên từng phương diện cuộc sống, giúp quý bản mệnh đón lành tránh dữ và làm giàu thành công. Đầu tiên là tử vi từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 10 âm lịch của tuổi Canh Thân sinh 1980. Thời điểm này mở ra một bức tranh tươi sáng và hứa hẹn cho tuổi Canh Thân. Sự ảnh hưởng tích cực từ chính quan giúp bạn cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào, mang lại cho bạn động lực mạnh mẽ. Để theo đuổi những dự định và ước mơ, bạn sẽ thấy mình trở nên quyết tâm hơn bao giờ hết, sẵn sàng đương đầu với thử thách và không ngại dấn thân vào những lĩnh vực mới mẻ. Sự tò mò và ham học hỏi của bạn trong giai đoạn này sẽ là điểm mạnh giúp bạn khám phá thêm nhiều khía cạnh thú vị trong công việc cũng như cuộc sống. Những cuộc thảo luận và chia sẻ ý tưởng trong môi trường làm việc sẽ trở thành bệ phóng cho sự sáng tạo của bạn. Bạn sẽ không chỉ dừng lại ở việc thực hiện những nhiệm vụ thông thường mà còn tìm cách đổi mới và nâng cao hiệu quả công việc. Cẩm nang dượng dẫn cho tuổi Canh Thân trong những ngày này. Trong thời điểm này, hãy sẵn sàng kết nối với những người có ảnh hưởng trong lĩnh vực của bạn. Những cuộc gặp gỡ, hội thảo hoặc thậm chí chỉ là những buổi cà phê thân mật cũng có thể mang lại cho bạn nhiều cơ hội tốt đẹp. Hãy mở lòng để lắng nghe và chia sẻ,
bởi những ý kiến và trải nghiệm từ người khác có thể mang lại cho bạn những góc nhìn mới đầy giá trị. Đừng quên rằng, tinh thần lạc quan sẽ là động lực thúc đẩy bạn vượt qua mọi trở ngại. Dành thời gian để thực hiện các hoạt động thể chất như tập thể dục hay đi dạo sẽ giúp bạn giữ vững năng lượng tích cực. Những khoảnh khắc này sẽ giúp bạn tinh thần minh mẫn hơn trong việc đưa ra quyết định và xử lý công việc. Con số may mắn là số 28, 14 và 75. Con số này không chỉ mang lại may mắn mà còn tượng trưng cho sự phát triển và thịnh vượng. Hãy chú ý đến những con số này khi tham gia các hoạt động liên quan đến tài chính hoặc đầu tư. Quý nhân phù trợ là tuổi Tý và tuổi Dần. Họ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ bạn trong những ngày này. Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người có kinh nghiệm và uy tín, vì họ có thể đưa ra những lời khuyên hữu ích và giúp bạn mở rộng mối quan hệ. Màu sắc Cát Tường là màu xanh dương và màu trắng. Hai màu sắc này không chỉ mang lại cảm giác bình yên, mà còn kích thích sự sáng tạo và tư duy logic. Hãy sử dụng chúng trong trang phục hàng ngày hoặc trong không gian làm việc của bạn để thu hút nguồn năng lượng tích cực. Tiếp theo là tử vi từ ngày 21 cho đến ngày 24 tháng 10 âm lịch của tuổi Canh Thân sinh 1980. Thời điểm này mang đến cho tuổi Canh Thân một không khí tích cực và những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp cũng như cuộc sống cá nhân dưới sự chi phối của ngũ hành tương sinh. Bạn sẽ nhận thấy rằng mọi thứ đang diễn ra một cách thuận lợi, tạo điều kiện cho bạn thể hiện bản thân và phát huy tối đa khả năng sáng tạo. Sự tò mò và ham học hỏi vẫn tiếp tục dẫn dắt bạn trong hành trình khám phá những ý tưởng mới. Bạn có thể tham gia vào những dự án mới hoặc những công việc thử thách hơn. Điều này sẽ giúp bạn mở rộng tầm nhìn và trau dồi kỹ năng. Hãy mạnh dạn bày tỏ ý kiến của mình, vì đó có thể là bước ngoặt quan trọng trong công việc của bạn. Cẩm nang dượng vận trong những ngày này. Hãy tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ với những người xung quanh. Các cuộc họp, hội thảo hoặc sự kiện giao lưu sẽ là cơ hội vàng để bạn kết nối và chia sẻ. Đừng ngần ngại mở lòng và kết bạn, vì những mối quan hệ này có thể mở ra nhiều cánh cửa mới cho bạn trong tương lai. Ngoài ra, hãy chú ý đến việc quản lý thời gian hiệu quả hơn. Việc lập kế hoạch cụ thể cho từng ngày sẽ giúp bạn đạt được hiệu suất cao nhất và giảm thiểu áp lực. Hãy dành thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn, vì sự cân bằng trong cuộc sống rất quan trọng cho sự phát triển bền vững của bạn. Con số may mắn là 30, 21 và 71. Những con số này mang lại sự hòa hợp và thịnh vượng. Bạn có thể sử dụng chúng trong các quyết định tài chính hoặc khi tham gia vào các trò chơi có thưởng. Quý nhân phù trợ là tuổi Ngọ và tuổi Mão. Họ sẽ mang lại cho bạn những gợi ý quý giá và động viên tinh thần, giúp bạn vượt qua mọi khó khăn. Hãy không ngần ngại tìm kiếm sự hỗ trợ từ họ, bởi họ có thể giúp bạn nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau. Màu sắc Cát Tường là màu đỏ và màu vàng. Hai màu sắc này không chỉ tượng trưng cho sự thịnh vượng mà còn kích thích sự sáng tạo trong công việc. Hãy kết hợp chúng trong trang phục hoặc trong làm việc để thu hút năng lượng tích cực. Quý khán giả thân mến, đời người khác nhau chỉ ở một ý niệm, tốt thì thành Phật, xấu thì thành ma. Nhìn thế giới bằng ánh mắt lạnh lùng sẽ chỉ thấy cuộc đời tàn khốc, vô tình nhìn thế giới bằng trái tim ấm nóng, cuộc đời ấm áp và đầy tình người. Xuân cảnh là do tâm sinh, vận mệnh của đời người tốt hay xấu hoàn toàn do mình mà ra, phụ thuộc vào chính ý niệm của chúng ta. Nếu số mệnh đã nằm trong tay, bạn sẽ lựa chọn hướng đi của cuộc đời mình ra sao. Cuộc đời vốn không có thứ gì tốt tuyệt đối hay xấu tuyệt đối. Nếu như đã có lựa chọn của riêng mình rồi, hãy dũng cảm bước tiếp, đừng chỉ chờ đến khi có ai đó khích lệ thêm lòng tin của mình. Trong cuộc sống không tồn tại cái nào cao, cái nào thấp, chỉ có ta muốn lựa thế nào mà thôi. Đời người ra sao chẳng qua chỉ nằm ở một ý niệm từ bản thân ta quyết định ý niệm đó là tốt nhất, không cần phải mượn tay người khác. Bản tâm thiện thì hưởng phúc báo, tâm ác tự khắc nhận ác báo. Một ý niệm quyết định thiện ác, tâm sinh thiện, hành động cũng hướng tới những điều thiện, mệnh số tự khắc có phúc báo. Nhưng nếu tâm sinh ác làm ra những điều xấu xa, ác báo tự khắc tìm đến rất lâu, cuộc đời ra sao do chính ta quyết định. Trong thực tế, tất cả những rắc rối khiến chúng ta muộn phiền đều là do chúng ta cố níu kéo, cố chấp, không chịu buông tay. Nhưng một khi chúng ta quyết định buông bỏ, ta cũng sẽ không mất đi cái gì. Thứ duy nhất mà ta mất chính là nỗi muộn phiền kia. Mỗi người lại có một cách hiểu khác nhau về cùng một sự vật, sự việc hay cùng một câu nói. Sử dụng nó như một bài học khích lệ bản thân để dù có gặp phải bất cứ chuyện gì khiến mình phiền lòng cũng sẵn sàng bỏ qua, không để những tổn thương khiến bản thân trở nên mềm yếu. Vì thế,
đừng vội vã chạy ngay đến với thành công, thay vào đó, hãy bước từng bước chậm rãi. Chắc chắn ngay từ đầu để nửa chừng không có bất kỳ trắc trở nào. Khi bạn tự tin vào chính mình, thành công sẽ nằm trong tầm tay của bạn. Cuộc sống này vốn luôn đầy đủ các vị đắng, cay, ngọt, chua chát, đi hay, ở nắm lấy hay từ bỏ, ân oán hay quên đi, chẳng qua chỉ là do suy nghĩ của mỗi con người. Chính vì vậy, khi ta quyết định một việc gì đó, hãy bỏ tâm sức ra, suy nghĩ nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn, bạn sẽ nhận được kết quả xứng đáng với sự cố gắng của mình. Đừng vì chưa thấy kết quả mà đã vội vàng chán nản, từ bỏ và cũng đừng cho rằng thành công là do số trời ban tặng mà không cần làm gì cả. Người há miệng chờ sung sẽ chẳng bao giờ tới đích, người thành công là người vấp ngã nhiều nhất. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, quý khán giả có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn đúng 7 ngày tới tháng 10 âm lịch năm 2024 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả ở các video tiếp theo.